Hello, xin chào công dân. Xin chào cô. Công dân năm nay mấy tuổi rồi? Năm con 7 tuổi rồi. Con 7 tuổi rồi à? Thế con học lớp mấy rồi nhỉ? Con học lớp 2 rồi. Học lớp 2 rồi à? Thế con học ở trường nào? Học trường tiểu học Ấp Bình 3 rồi. Con nói to lên nào, con học ở trường nào? Con học trường tiểu học Ấp Bình 3. À, con học ở trường An Bình B à? Con học ở trường tiểu học An Bình B đúng không? Thế là gia đình công dân có bao nhiêu người nhỉ? Gia đình con có 4 người. Và bây giờ con sẽ luyện tập theo công việc 5 nguyên âm nha. Trong tiếng Việt. A. Đúng rồi, bàn tay giống công nguyệt luôn này, miệng cũng giống công nguyệt luôn này, mặt cũng giống công nguyệt luôn, sao chép công nguyệt 100% cho cô. A. Giỏi, xuất sắc. O. U. Đúng rồi, quá giỏi. Y. Mỉm cười. Y. Và bây giờ nói dài hơn chữ y cho cô Nguyệt nha. Y. Đúng rồi, giỏi quá công dân, vô cùng xuất sắc luôn. Tiếp tục một chữ o cho cô Nguyệt nha. O. Rồi, nhanh lên nào. A. O. U. I. E. Đúng rồi, mỉm cười và biểu cảm lên nào. Mà con đang nghiêm túc bác. Bây giờ nào. A, O, U, I, E. Đúng rồi, quá giỏi. Vỗ tay cho chính mình nào. Bây giờ luyện tập cho cô Nguyệt ba nụ cười nha. Hi hi. Mỉm cười. Hi hi. Chưa thấy cười. Cô Nguyệt muốn con cười nào. Hi hi. Hô hô. Ha ha. Xuất sắc. Bây giờ gương mặt phải cười lên nha. Phải cười giống như cô Nguyệt này. Hi hi. Chưa thấy cười. Con phải cười. Mắt cũng cười. Mũi cũng cười. Miệng cũng cười nào. Đấy, nhìn thấy cô Nguyệt cười không? Hi hi. Khi nào cười cô Nguyệt mới cho qua vòng. Cho nên là con phải cười nha. Hi hi. Chưa cười. Hi hi. Cười thật sự nào, con thử cười hi hi cho cô Nguyệt nào. Hi hi. Con cười sảng khoái cho cô Nguyệt thấy nào. Ha 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 ha. Đúng rồi. He E nhỉ, bây giờ e không có y nữa. He. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Giờ con sẽ tập theo cô Nguyệt bài ve sầu nhá. Bài thơ ve sầu. Con đọc theo cô đi. Bài thơ ve sầu. Bài thơ ve sầu. Hề về hàng me. Hề về hàng mê. Ve sầu ve ve. Ve sầu ve ve. Ve gọi hè về. Ve gọi hè về. To lên. Rộn ràng inh ỏi. Rộn ràng inh ỏi. Tiếng ve rắn rỏi. Tiếng ve rắn rỏi. Ai mà không nghe. Ai mà không nghe. Rồi năng lượng lên, to lên giúp cô Nguyệt một xí nữa. Over lên giúp cô nào. Cô hay tiếng ve. Tiếng ve. Biểu cảm trên gương mặt cho cô nào. Hay ngàn ngón tay. Hay ngàn ngón tay. Của buổi trưa hè. Của buổi trưa hè. Đúng rồi, kéo đàn trong gió. Kéo đàn trong gió. Xung tia nắng đỏ. Xung tia nắng đỏ. Gương mặt biểu cảm nào, không quên nha. Cho hàng cây xay. Cho hàng cây xay. Tuyệt vời quá, vỗ tay. Rồi chúng ta sẽ đến với đoạn số 3 nha. Bé nằm chưa ngủ. Bé nằm chưa ngủ. Bé nằm bé nghe. Bé nằm bé nghe. Bốn bề lặng ngắt. Bốn bề lặng Bỗng ra từng đợt. ngắt. Bóng ra từng đợt. Sao rồi lại ngớt, to lên. Sau rồi lại ngớt. Biểu cảm lên nào. Những tràng tiếng ve. Những tràng tiếng ve. Đêm tới gốc me. Đêm tới gốc me. Rình ve lột vỏ. Rình ve lột vỏ. Ve ơi cái cổ. Ve ơi cái cổ. Không lớn không dài. Không lớn không dài. Mà sao hát mãi. Mà sao hát mãi. Không rè không sai. Không rẻ không sai.
không rẻ không sai, không rẻ không sai, ve duỗi lưng vai, ve duỗi lưng vai, xuể hai cánh ngọc, nhấn nhá, hai cánh ngọc, rồi to lên nào, bé ơi chăm học, bé ơi chăm học, sắp nghỉ hè rồi, sắp nghỉ hè rồi, về còn rụp thêm, về còn rụp thêm, lúa chiêm chín rộ, lúa chiêm chín rộ, cuối mùa phượng nở, cuối mùa phượng nở, về rồi nghỉ ngơi, về rồi nghỉ ngơi,